đi, Miu Miu ơi, nhà trẻ đã mở cửa rồi, hãy đi đón các bạn nhỏ nào. Phải đón các bạn nhỏ này đi nhà trẻ, xuất phát nào. Vipus, xin chào. Gru, xin chào, lên xe đi nào. Tớ ngồi ở chỗ nào bây giờ nhỉ? Phải thắt dây an toàn vào. Cảm ơn. Juju đã lên xe rồi. Xuất phát. Bến tiếp theo là siêu thị. Di chuyển vô lăng và điều chỉnh tốc độ nhé. Đèn đỏ dừng lại và đèn xanh thì được đi qua. Đến siêu thị rồi, cô giáo bảo mua đồ mang đến nhà trẻ, đi mua văn phòng phẩm và cặp sách nào. Hãy chọn xe đẩy hàng. Tớ muốn mang những cái này đi đến nhà trẻ. Chúng ta cùng đi mua nào. Chăn, chăn. Đúng rồi, chính là hộp bút. Vẫn chưa, để mua hết các đục cái cắm bút. Bút chì màu. Cặp sách. Gối. Cho tiền vào trong ngăn kéo. Đã mua xong hết đồ rồi, cảm ơn bạn nhé. Mua xong hết đồ rồi, hãy lên xe đi nào. Baby bus, xin chào. Trang Trang, xin chào, lên xe đi nào. Tớ ngồi chỗ nào bây giờ nhỉ? Phải thắt dây an toàn vào. Cảm ơn. Trang Trang đã lên xe rồi. Xuất phát, bến tiếp theo là hiệu chụp ảnh.
chụp ảnh rồi. Cô giáo bảo chụp ảnh rồi mang đến nhà trẻ. Đi chụp ảnh nào. Có nhiều áo đẹp quá. Phải mặc cái áo nào đây nhỉ? Hãy bật đèn ở trên lên. Hãy bấm vào máy ảnh để chụp ảnh nhé. Bức ảnh này đẹp quá. Cảm ơn. Những chiếc áo này thật là xanh mỹ điệu. Hãy nhanh thử mặc vào xem nào. Hãy bật đèn ở trên lên. Bạn đã chụp ảnh rất đẹp. Cảm ơn. Đã chụp ảnh xong, xuất phát. Thiếu xăng rồi, hãy đổ xăng vào nào. Xăng vẫn chưa đầy bình rồi. Baby bus xuất phát. Đèn đỏ dừng lại và đèn xanh thì được đi qua. Baby bus xin chào. Miêu miêu, xin chào, lên xe đi nào. Tớ ngồi ở chỗ nào bây giờ nhỉ? Phải thắt dây an toàn vào. Cảm ơn. Miêu miêu đã lên xe rồi. Xuất phát, đi đón bạn tiếp theo nào. Di chuyển nút màu đỏ và bật thanh chắn lên. Thiếu xăng rồi, hãy đổ xăng vào nào.
Baby Bus xuất phát. Đèn đỏ dừng lại và đèn xanh thì được đi qua. Baby Bus xin chào. Kiki xin chào, lên xe đi nào. Ngồi ở chỗ nào bây giờ nhỉ? Phải thắt dây an toàn vào. Cảm ơn. Tất cả các bạn đều lên xe rồi. Xuất phát, bến tiếp theo là bệnh viện. Đến bệnh viện rồi, kiểm tra thân thể rồi đi đến nhà trẻ nào. Đi kiểm tra thân thể nào. Đo chiều cao và cân nặng. Ruru nặng 21 kg. Hãy ghi chữ số lên bảng. Đúng rồi, chính là cái này. Hãy đóng dấu vào trên chữ số. Ruru cao 98 cm. Hãy ghi chữ số lên bảng. Đúng rồi, chính là cái này. Hãy đóng dấu vào trên chữ số. Cảm ơn. Kiểm tra thị lực. Hãy di chuyển kính lúp và tìm xem bản mẫu ở đâu nhé. Đúng rồi, bạn đã tìm được bản mẫu rồi. Đúng rồi, bạn đã tìm được bản, bạn đã tìm được tất cả rồi. Thị lực của bạn thật tốt. Cảm ơn. Kiểm tra thính lực. Thử nghe xem, tiếng con gì kêu ấy nhỉ? Cừu. Bò. Chó con. Cảm ơn. Kiểm tra điện tâm đồ. Hãy thử sắp xếp theo các loại màu sắc giống nhau. Đúng rồi, chính là ở đây. Hãy bấm vào nút giống với màu sắc cơ thể. Đúng rồi, chính là cái này. Đã kiểm tra xong, mạch đập bình thường. Cảm ơn. Đã kiểm tra thân thể xong, đi tới nhà trẻ nào. Kỳ mới đã bắt đầu rồi, hãy nhanh đến nhà trẻ Kiki Miu Miu. Trước tiên hãy xếp hàng nào. Hãy xếp hàng cho Miu Miu. Yeah. Các bạn nhỏ ơi, hãy thử chào câu đi nhé với Baby Bus nhé.
Baby Bus xin chào. Chào nhé, các bạn nhỏ. Hãy chơi vui ở nhà trẻ nhé. Khi nào học xong, tớ sẽ tới đón nhé. Đây là phòng học. Sau này các bạn sẽ học ở đây. Chúng ta cùng thử giới thiệu tên nhé. Cô là cô giáo Mimi. Tớ là Miêu Miêu. Tớ thích đọc sách. Tớ là Kiki. Tớ thích chơi với các bạn nhất. Tớ đây Trang Trang. Tớ thích bóng đá. Tớ là Ruru. Tớ thích nhảy nhót. Kiki, Miu Miu, Trang Trang, Ruru, tất cả đều nhớ đúng không nào? Sau này tất cả sẽ trở thành bạn tốt của nhau nhé. Bây giờ chúng ta cùng thử trang trí phòng học nhé. Hãy treo lên tường những bức ảnh mà bạn ưa thích. Trở nên vô cùng đẹp đẽ rồi. Tiếp theo là thời gian chơi đồ chơi. Hãy chọn những món đồ chơi ưa thích nhé. Chơi trò chơi nào. Thú vị quá. Đợi nào. Ê, bắt được rồi. Ôi, đứng im đó. Để cho mọi người biết tài năng của mình nhé. Ôi, quả bóng của tớ. Cái gì đâu? Ua, chóng mặt quá. Ôi. Bạn có thích đồ chơi ở nhà trẻ không? Thật là thú vị. Tớ muốn chơi nữa. Hãy dọn tất cả đồ chơi mà các bạn đã lấy ra chơi nhé. Đến giờ ăn nhẹ rồi, chúng ta cùng ăn nào. Ăn nhẹ. Đồ ăn và là những bạn nhỏ rất ngoan. Hôm nay các bạn thật là giỏi. Cô sẽ tặng các bạn một món quà. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Đến giờ đi về nhà rồi.
Baby Bus đang ở ngoài cổng. Các bạn nhỏ về nhà nhé. Yeah.